Hello, ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su xí soạn bong bé bỏng về miêu mồm mím. Thì cái vụ án ai là người đã đột nhập vào, đã cắt nát đồ của Su Bong thì hiện tại chị Hiền vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Thì liệu ngày hôm nay chị Hiền có tìm ra được hung thủ hay không thì mời các em fan đón xem tập của ngày hôm nay nha. Và cái camera sẽ quay lại được, từ đó chị Hiền sẽ biết ai chính là hung thủ đã cắt đồ của Su Bong. Đây chính là cái thiết bị mà nó xỉu liên kết với cái tivi. Còn đây chính là cái mắt camera này kìa nha. Mắt camera nó sẽ hiện màu đỏ lên. Còn đây chính là cái thiết bị. Chị Hiền đã lén đập cái camera ở trong phòng của mẹ. Thì liệu như hung thủ có phải là mẹ hay không thì mời cả nhà đón xem nha. Trời ơi, cô Số Bông như là được chị Hiền mới mua quần áo mới sao á. Nghe bàn tính ở trong đó ta. Ồ, để bây giờ mình vô mình xem thử bé Hiền đã mua cho Số Bông cái gì. Tại sao á, là hứa là mua cho mẹ đồ mà lại không thèm mua, mà cứ nói là bàn mua cho em Su em Bông không à. Tức thật á. Su ơi, Su như là chị Hiền mới mua em mới cho con đúng không? Không Su. Không có hả? Mẹ nghe phong phanh là mua quần áo mới. Con đừng có giấu mẹ, mẹ biết hết á. Con nói đi, rồi cho mẹ xem một tí xíu thôi, chứ mẹ không có đem gì hết. Không cho mẹ cũng lúc đó. Hứa là mua quần áo cho mẹ mà cuối cùng không mua. Mua cho con mà giờ cũng giấu đúng không? Chị Hiền dặn đúng không? Không có hả? Không có thì mẹ lúc. Mẹ lúc luôn cả là mẹ lấy luôn. Mẹ lấy luôn, mẹ cất luôn, mà cho mấy đứa khác tặng luôn. Chứ đừng có nói giấu mẹ. Đâu? Đâu rồi, đưa mẹ xem, đâu rồi? Đâu? Oh no. Ủa, nhiều quá mà quần áo giấu ở đâu mà nghe là rõ ràng là mua quần áo mà. Tại sao là không thấy nè? Trời mà sao không thấy nè? Ở đâu Su? Ở đâu Bông? Nó nghe đi. Có tí nữa là mẹ cho em bánh. Mẹ không bánh nhiều lắm. Nói mày nghe. No. Nói mày nghe đi. Ở đâu? À, không nói bây giờ. Không nói bây giờ hả? Rượu mời không cho uống, không uống giờ mà cho uống rượu phạt. Nói không, của em để đâu? Chị Hiền mua đồ để đâu? Nói nhanh lên, không mà đánh đứa năm rồi. Nói nhanh lên, tao lên. Cái gì? Nói to lên, mày nghe lại coi. Nói to lên. À, thì ra cuối cùng là cũng là nó để ở trên phòng mày à. Đi lên với mẹ. Cái gì là không mày hả? Đi lên đó, mẹ xem thôi, xong mày bỏ lại vì cái cũ chứ mày không có làm gì hết. Đi Bông, đi. Sao mày điệp bằng đồ thiết kế của mẹ được? Cô Hiền nó cứ đi mua đồ lung tung. Đưa mày bằng vô nha. Trời ơi, dài mẹ. Cái gì nói mẹ chứ sao lại giấu mẹ vậy Su? Đi mày bằng vào coi xem thôi. Trời ơi, bây giờ mẹ hỏi Su Bông đồ mới đâu? Có lẽ nào mẹ là hung thủ? Muốn hỏi để mẹ lên mẹ cắt tiếp đồ của Su Bông hay không mọi người? Trời ơi, dài mẹ nói là đẹp. Làm sao bằng đồ thiết kế của mẹ thiết kế được? Dài mà cũng mấy gì mà cứ đi mua làm chi mà lung ta lung tung. Ủa Su? Ủa, chứ sao đồ của con nó rách như thế này? Trời ơi, mẹ chỉ mới bận đồ cho Su thôi, mẹ đã cắt đồ của Su rồi. Chị Hiền mà phát hiện ra được á, là chắc chắn á, là chị Hiền sẽ đưa mẹ đến đồn công an. Ok,
Ê cả nhà, chị Hiền nghe cho Hiền trang điểm nè mọi người. Mà chị Hiền nghe á, là mẹ với lại Su Bông á, làm cái gì ào. Mà mẹ hình như còn đi dạy Su Bông nữa, cho nên chị Hiền bỏ dở cái việc trang điểm của chị Hiền. Chị Hiền phải ngay lập tức chạy xuống đây để coi thử tình hình là cái gì. Có lẽ nào á, là khi mà mẹ phát hiện ra á, là chị Hiền mua cho Su cái váy mới, cho nên mẹ để bắt Su khai ra vị trí của cái váy để mẹ tiếp tục cắt cái váy của Su không cả nhà. Mọi người, bây giờ chị Hiền phải âm thầm chị Hiền đột nhập vô. À, Su Bông đi mọi người. Thấy không? Hình như á là mẹ đang làm cái gì đó cả nha. Oh no. Trời ơi, cả nhà thấy không? Mẹ có cầm thêm một cái kéo rồi mọi người. Và hình như đó là cái váy mà chị Hiền tặng cho em Su. Cái váy màu vàng để em Su mà đi mặc ngày trung thu sắp tới đó kìa nha. Trời ơi, vậy là mẹ chính là hung thủ đã cắt váy của Su Bông. Bây giờ mẹ lợi dụng thời cơ, chị Hiền tặng cho Su Bông cái váy mới, mẹ vô mẹ tiếp tục mẹ cắt nữa kìa nha. Anh em mọi người, kìa nha, thấy không? Trời ơi, mẹ con mắt Su Bông ngồi hai chân lên, không được nói cái gì hết để mẹ cắt váy của Su Bông này kìa nha. Đó, cái kia trên tay của mẹ đó kìa nha. Trời ơi, mẹ xách cái váy của Su Bông lên, mẹ chuẩn bị cắt này nha mọi người. Bây giờ á, chị Hiền đã biết được mẹ chính là hung thủ rồi kìa nha. Chị Hiền phải đi tìm cái cây mới vô bắt được mẹ mọi người. Trời ơi, không ngờ, chị Hiền không ngờ mẹ lại như vậy luôn. Dạ chính xác, mẹ là hung thủ đó. Bây giờ chị Hiền phải tìm dụng cụ bắt mẹ mới được. Ok mọi người, chị Hiền đã tìm được cái cây để bắt mẹ rồi. Bây giờ chị sẽ chạy vô bắt mẹ. Mẹ! Tại sao? Con phát hiện ra rồi. Mẹ đang làm cái gì hôm nay? Mẹ đang làm gì hôm nay? Mẹ đang làm gì đâu? Mẹ đang cái tay mẹ đâu? Mẹ! Đây! Mẹ! Mẹ đâu đây? Mẹ đâu rồi hai? Mẹ có biết không? Bây giờ mẹ có khai ra không? Mẹ có chịu nhận tội không? Hay là mẹ muốn coi bằng chứng rõ ràng? Mẹ đâu có làm gì đâu? Chưa làm gì hết hả Su? Đã làm gì? Mẹ đang làm gì em? Hả? Mẹ lấy váy của em đúng không? Đây. Đã làm gì đâu? Mẹ. Đây là cái camera mà con đặt đây. Ai, tất cả cái việc mà mẹ làm nãy giờ đều bị camera đã quay lại được rồi. Bây giờ con bật lên trên TV cho mẹ coi nha. Con phải thanh định, mẹ thanh minh, mẹ đã làm gì đâu? Mẹ đừng có xạo, con thấy rõ ràng á là mẹ cầm cái kéo, mẹ cắt đồ của Su Bông. Mà mẹ nói là mẹ chưa làm gì là sao? Người ta đã làm gì đâu? Nhưng mà mẹ cầm, đây, vẫn có hung khí đó cả nha. Cái kéo này mọi người, băng kia này nha. Tất cả mọi hung khí đều ở đây, chị Hiền có kẻ. Chắc chắn trong đây đã quay lại được cái cạn camera mà mẹ cắt đồ của Su Bông. Bây giờ mẹ đưa cái máy ra đây. Trời ơi Su ơi. Chắc chắn là mẹ á mọi người. Trời ơi Su ơi, chị Hiền làm cái gì mà cài camera ở trong phòng mẹ? Mà tại sao không hợp với mẹ? Mẹ, đây là kế hoạch của con với Su Bông nhằm dụ địch ra khỏi hang. Là con và bồ con mua cho Su Bông cái váy mới, rồi con sẽ xuống con nói cho mẹ và anh hai biết là Su Bông có váy mới. Nếu mà mẹ với hai hung thủ thì chắc chắn sẽ tìm cách lên để cắt cái váy đó đúng không Kim Phan? Và mẹ đã lên đây là mẹ cắt cái váy của Su Bông đúng không? Không có làm gì hết. Mẹ đưa đây. Không có làm. Cảnh nè. Không có làm gì. Đây. Mẹ thả ra. Không có làm gì đâu. Đây. Trời ơi, cảnh nha ơi. Su Bông ơi. Mẹ không chịu thả ra luôn. Su. Mẹ đâu có làm đây. Đưa đây. Trời ơi. Mẹ thả ra. Mẹ. Cảnh nè. Chị không được lại việc mọi người. Mẹ đưa đây. Mẹ ơi, bây giờ có tất cả các em phải chết con đây nè. Mẹ thanh minh thì mẹ muốn thanh minh đi. Không thôi á, là chỉ với những cái biểu hiện của mẹ đây á, là mẹ chính là thủ phạm đã cắt đầu của Su Bông. Con sẽ cho hai về để con đưa mẹ lên đồn công an. Mẹ rất là bất, tại sao con lại cứ ngay cố là con cứ đi theo dõi mẹ, con đặt camera trên phòng mẹ mà mẹ chưa cho phép. Tại sao không đặt camera em sẽ quay được cái cạnh mẹ ngồi mẹ cắt đầu của Su Bông. Bây giờ mẹ có gì thanh minh thì mẹ phải thanh minh ra ngay. Không thôi là con sẽ kêu hai về để hai bắt mẹ đó. Mẹ cắt đồ của Su Bông à? Đúng rồi. Mẹ chính là nãy giờ mẹ ngồi trong phòng này, mẹ cắt đồ của Su Bông chỉ là cái gì nữa đúng không Kim Phan? Kim Phan nãy giờ cũng thấy rồi chị. Con là núp sau lưng mẹ nãy giờ, con coi rồi, con thấy mẹ cầm mẹ kéo lên. Mẹ giờ rồi mẹ cầm bộ đồ của Su lên, mẹ cắt về đó, đúng không Su? Su đừng có. Đúng rồi. Bây giờ mẹ còn gì để nói?
Đó thấy không? Mày lên với hai chị em đi đường cái này với nhau. Cái gì vậy? Bông tức quá cả nha. Bông nói là mẹ lên, mẹ lên. Để mẹ nói. Bông nói tại sao có cái váy này, cũng cắt cái váy nó vậy. Để mẹ nói rồi hai đứa đã thương yêu nhau nghe. Chắc chắn là mẹ. Đây. À thì ra Hiền ơi, con hiểu lầm mẹ thôi. Không có hiểu lầm gì hết. Nếu mẹ hiểu lầm tại sao mẹ lại giật cái váy lại, mẹ không cho con coi cái váy. Tại vì á, là mẹ tưởng đâu á là con lấy cái heo cái váy này của số bông con đi cắt đi, nên mẹ sợ là con cắt tiếp á là mẹ giật lại. Cả nha, bây giờ còn đổ lỗi cho chị Hiền là cái người cắt đồ của số bông, mà trong khi đó chị Hiền ngày nào cũng phải đi mua đồ mới cho số bông hết. Đây là lời nói của hung thủ đó mọi người. Đồ mới số bông mà bị rách nè. Thì mẹ đây. Đó thấy chưa cả nha, mẹ cắt này đúng không? Mẹ cắt này, mẹ cố tình mẹ cắt đúng không? Không có, ai cắt mẹ, ai cắt là khổ số coi. Hỏi su nói đi, mẹ cắt đúng không? Mẹ không có cắt đúng không su? To lên. Không có cắt. Mẹ có phải là mẹ đi dạy su cái gì rồi không? Cho nên su mới không dám nói không? Không, mẹ giải thích cho con nghe. Mẹ làm su, mẹ làm bông. Mẹ làm bông bù su ấy luôn cả nha. Bông sổ. Bây giờ mẹ thắng lên đi. Là mẹ thấy cái áo của su nè. Ai mà cắt lách một cái lỗ như thế này thì mẹ thấy tội quá, xong mới buồn. Thì mẹ mới thiết kế lại, mẹ lách cái này nè, mẹ dán thành một cái bông hoa. Che lên cái chỗ khoảng trống là bị rách đây nè, để cho su á là có một cái bông hoa vừa chỗ đây mà vừa che cái khoảng rách để su bận đi chơi. Nên bây giờ mẹ làm một cái bông nè, có thấy không? Đâu có thấy rách chỗ đâu. À, vậy là hung thủ bây giờ lại trời ơi, lại nói là người tốt kìa nha. Mẹ nói là mẹ vô mẹ vé lại cái lỗ hổng với su, chị không có tin. Bây giờ á, con sẽ coi cái đoạn video clip mà con quay được khi mà con rách vào cái máy camera để con coi thử mẹ nói có đúng hay không. Bây giờ chị Hiền sẽ coi thử như vậy nha. Chị Hiền không tin lời mẹ đâu. Mẹ bây giờ con cho mẹ một lần cuối cùng để mẹ nhận tội á. Mẹ nhận tội không? Không. Nhận tội sẽ được khoan không? Mẹ đã nói rồi, bây giờ con cứ xem camera đi phải không su? Đó, xem camera đi là thế nào rồi con sẽ nói với mẹ. Chị Hiền không tin vậy nha. Bây giờ chị Hiền sẽ coi camera nha mọi người. Đây, chị Hiền sẽ tu đến đoạn để chị Hiền coi thử cái thiệt sự như lời mẹ nói không. Ủa chứ ai cắt đồ ai phé, ai phé đồ của con, cắt đồ con rách hết vậy. Cái liệu mẹ sửa lại cho con nha. Ừ, thôi con ngồi đó đi. À, thì ra chắc cái kể cái người mà hổm này á, cắt phá đồ của con á, họ phá rồi, họ quay lại, nó cắt phá đồ của con nè. Thôi để mẹ sẽ làm cái chỗ này thành một cái bông hoa thiết đẹp để mẹ che lắp cái chỗ cái khoảng trống cái rách này cho con nha. Con yên con chờ mẹ. Tội cho con ghê, thôi cởi nó ra đi để mẹ làm cho. Mẹ làm cho con để cho nó đẹp để con bận đồ trung thu nha. Bông đâu? Trời tội thật á. Cái kẻ nào mà sao mà cái cắt quần áo của con vậy? Hả? Cái áo đó cũng thích đúng không? Để bây giờ nha, cái chỗ rách này nè. Chỗ rách này là su bông, su. Mẹ lấy cái màu vàng này, mẹ sẽ thiết kế cho con một cái bông hoa mẹ dán vào chỗ đây này. Là con vừa điệu đà cái áo mà vừa kết hợp cái chỗ che cái chỗ rách lại cho con nha. Rồi, để mẹ làm cho. Thế ra là sau khi mà mẹ thấy váy của su bông đã bị ai đó cắt thì mẹ thấy tội quá cho nên mẹ muốn sửa lại. Vậy mà chị Hiền đứng đằng sau, chị Hiền đâu có biết đâu cả nhà. Mẹ nói chuyện chị Hiền nè, tìm cái kẻ mà bắt cái kẻ mà nó hay phá đồ của con này. Chứ không mà mua bộ đồ nào về là họ nó đi nó cắt cái bộ đồ đó. Thì làm sao mà con có đồ đẹp là con bận con đi chơi đúng không? Đây bây giờ mẹ sẽ làm thiết kế cho con. Đây, đây mọi người. Bây giờ chỗ rách này nè, mình sẽ che cái khoảng trống rách lại đã. Đó, mình sẽ che cái khoảng trống rách này lại. Từ chỗ đây mình sẽ làm lên một cái bông hoa như thế này nè. Rồi, mẹ sẽ kết hợp bông hoa vô cho con ha. Yên tâm đi, với tay nghề của mẹ là con sẽ có được một cái áo thời trang rất là đẹp. Xu với bông bận luôn nha, đi chơi nha. Trời ơi mọi người, đúng ý hệt như lời mẹ nói. Là mẹ vô đây mẹ thấy cái váy này bị cắt trước rồi cả nha. Chị Hiền mới coi được đoạn video clip, chị Hiền quay lại đồ. Vậy là chị Hiền hiểu lắm mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ vậy là con hiểu lắm mẹ rồi. Tại sao mẹ lại biểu hiện mà sợ sệt như vậy? Để con nghi ngờ mẹ chính là hung thủ. Nếu mẹ không có cắt váy của Xuân Bông thì không mi. Mẹ sợ như vậy, có con vô thì mẹ đưa cái váy cho con coi đi chứ. Trời ơi. Trời ơi. Thấy là mẹ không thèm nói ngay là cũng nghi ngờ mẹ là hung thủ. Mẹ là người đàn ông đã đem cho Su một cái bông rốt rồi. Đó, một cái bông lên đây nè, cuối cùng con phá cái bông rốt. Vậy là có kẻ đã đột nhập vô trước để cắt cái váy của Su trước hả mẹ? Mẹ không biết, mẹ tự đâu là con cắt của em Su. Nên mẹ và cố tình là mẹ làm một cái bông để chỗ cho em. Mà cuối cùng là con nghi ngờ mẹ. Đó, con thấy không, mẹ thương yêu Su bông biết bao nhiêu mà con cứ nghi mẹ. Ai biết đâu, tự nhiên con thấy su bông hay cái gì con xuống con thấy mẹ lục đục lên như con tưởng là mẹ cắt váy của su bông. Ngày mà cũng tưởng tượng hết.
Không có bao giờ người tốt về mẹ, mà cái này mẹ là người thiết kế cho số bông những chiếc áo. Trời ơi kìa nha. Do gì mẹ lại cắt đồ cho của số bông? Con lẹ, mọi người đó mẹ. Mẹ tức lắm, mẹ nó xuống dưới rồi. Mà lên mẹ sẽ xử tiếp như nha. Bất quá chừng. Trời ơi mọi người ơi, cái đó mẹ không phải luôn thủ cả nha. Chị Hiền nghĩ là mẹ chị bị mẹ quýnh một cái thiệt ở đâu không mọi người. Bây giờ là chị đã chắc chắn là anh Xiên. Đấy không phải mẹ là anh Xiên đó mọi người. Cả nha yên tâm đi, chờ tập sau chị Hiền sẽ vô chị và anh Xiên. Bây giờ không còn bằng chứng luôn, bây giờ loại hết những người có khả năng rồi. Chỉ còn anh Xiên chính là hung thủ thôi mọi người. Yên tâm, tập sau chị Hiền sẽ bắt anh Xiên lại. Vậy thì rốt cuộc anh Xiên có phải là hung thủ hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.